Ở video này mình cùng tìm hiểu cách bố trí màn hình làm việc. Đây là giao diện các bạn thường thấy khi chúng ta mở phần mềm lên. Tiếp theo các bạn cần vào tab xem và bật cái thước của nó lên để chúng ta có thể điều chỉnh khi căn lề trên này. Tiếp theo các bạn cần mở ngăn dẫn hướng để chúng ta phục vụ cho việc soạn thảo sau này. Ở trang đầu các bạn chọn mở kiểu ở tab bên phải. Thông thường tab kiểu sẽ xuất hiện thành một khung như này. Chúng ta sẽ nhấn giữ chuột và đưa sang bên phải. Nó sẽ tự động gắn liền vào với cái khung của chúng ta như này. Đây sẽ là giao diện chính mình sử dụng cho các video. Ngoài ra các bạn có thể bố trí như sau. Các bạn có thể đóng cái thanh này lên và chúng ta có thể thu gọn hơn nữa bằng cách tự động ẩn G-Bang ở trên này. Như đấy chúng ta sẽ có một cái không gian màn hình làm việc rộng hơn. Để mở lại thì các bạn có thể chọn vào đây. Nhưng khi chúng ta nhấn vào văn bản nó sẽ tự động thu lên trên. Để cố định lại thì các bạn có thể vào phần chọn tab và chọn trang đầu và chọn vào cái nút ghim ở đây. Nó sẽ cố định lại như ban đầu. Ngoài ra các bạn có thể chọn chế độ tập trung. Để thoát khỏi chế độ này các bạn nhấn phím ESC ở trên bàn phím. Ở phần này sẽ có 3 phần bố trí khác nhau bao gồm bố trí in, chế độ đọc và bố trí dành cho trang web. Ok, bài hướng dẫn của mình đây là hết. Nếu thấy hữu ích các bạn có thể nhấn like hoặc share. Xin chào và hẹn gặp lại.